Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình La. Năm 2022, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ tiền sử dụng đất là 304 tỷ đồng trên 1.160 tỷ đồng của khối các huyện thị. Để thực hiện số thu trên thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái đã tập trung nhân lực khẩn trương thực hiện công tác phát triển quỹ đất dân cư. Để hoàn thành số thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, ngay từ những tháng đầu năm 2022, thành phố Yên Bái đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, trong đó xây dựng tiến độ thu chi tiết bài bản từ các quỹ đất dân cư, điều chỉnh linh hoạt và tăng cường cán bộ công chức địa chính giữa các xã phường đơn vị để tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, thực hiện lộ trình số hóa hồ sơ đất đai, đặc biệt chú trọng phối hợp với các xã phường, các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, xử lý vi phạm về đất đai xây dựng các xã phường thì cũng coi như cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là một cái nhiệm vụ trọng tâm, một nhiệm vụ chính trị của địa phương, cho nên là à, lúc nào thì với trung tâm phát triển quỹ đất thì cũng được coi như các cái chính quyền địa phương là ưu tiên cử cán bộ cả là cán bộ địa chính rồi lãnh đạo rồi cả bên chính quyền lẫn bên đảng hoặc là các cái tổ chức chính trị xã hội là coi như là giúp đỡ để cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Tính đến nay, tổng số thu tiền sử dụng đất của thành phố Yên Bái là trên 30 tỷ đồng, đạt gần 10% chỉ tiêu giao đầu năm của tỉnh cũng như kế hoạch phấn đấu của thành phố. Trước tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đến thị trường tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ nông sản của tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Than Uyên nói riêng, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các chủ thể có sản phẩm bốc cốp tìm hiểu và thực hiện đăng ký thành lập trang điện tử để đưa sản phẩm của mình lên sàn giao dịch số, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nhanh, tránh ùn ứ, giúp các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tăng kênh phân phối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến hết năm 2021, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có 17 sản phẩm nông nghiệp được công nhận sản phẩm ô cốp, trong đó chủ yếu là 3 sao. Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm thị trường tiêu thụ còn eo hẹp, cùng với đó là do tác động của đại dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ lại càng khó khăn hơn. Trước tình trạng đó, huyện Than Uyên đã chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình có sản phẩm ô cốp thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương, đó là thành lập trang thông tin điện tử để đưa các mặt hàng lên bán tại trang. Ở huyện Than Uyên có hai đơn vị được Sở Công Thương tiến hành quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ. Và thời gian vừa rồi thì đơn vị hợp tác xã Thanh Xuân đã chính thức được Sở Công Thương ban hành quyết định là trao cái địa chỉ trang web để tiến hành đưa cái sản phẩm nông nghiệp của mình lên cái ứng dụng sản thương mại điện tử để tổ chức triển khai giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình. Năm 2022, huyện Than Uyên phấn đấu có thêm 28 sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp. Với thế mạnh của huyện về phát triển nông nghiệp như hiện nay và việc xây dựng sản phẩm ô cốp thì vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao được quan tâm. Ngoài việc đồng hành của huyện các chủ thể cũng đã chủ động trong việc từng bước đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm ô cốp trong thời đại 4.0 hiện nay. Hợp tác xã chúng tôi cũng đã chuẩn bị và cũng đã có cái trang web để đưa lên sàn thương mại điện tử và tới đây hợp tác xã cũng chuẩn bị và đưa các sản phẩm lên sàn để để quảng bá và để nhiều khách hàng biết đến hơn. Thời gian tới, huyện tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phòng chuyên môn, hướng dẫn các chủ thể tiếp cận cách làm để hướng tới các sản phẩm ô cốp của huyện đều được giao dịch bằng công nghệ số. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ dỗ tổ Hùng Vương, năm nhâm dần, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu với chủ đề Về miền đất tổ, cội nguồn dân tộc Việt Nam. Trưng bày mang tới 1.500 tư liệu bao gồm sách, báo, tạp chí và một số tác phẩm nghiên cứu của các tác giả trong nước viết về đền hùng, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, các di sản văn hóa vùng đất tổ, địa chí phú thọ, các thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Các tác phẩm được trưng bày phong phú về thể loại, hấp dẫn về hình thức với ba nội dung chính: đền hùng và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, di sản văn hóa vùng đất tổ, từ đền hùng nhìn ra cả nước, cả nước hướng về đền hùng. Trưng bày diễn ra đến hết ngày mùng 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.